Hello, xin chào các bạn Khoảng 4 năm tháng trước thì mình đã giới thiệu đến các bạn một siêu phẩm của đại kiện tướng Yuri Averbach Đại kiện tướng đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại sống qua tuổi 100 Trong ván đó thì ông Averbach đã thí cả song xe lẫn tượng để đưa về tàn cuộc ba tốt đấu song xe Hôm nay mời các bạn đến với một siêu phẩm nữa của Yuri Averbach Đó là ván cờ giữa ông và một kỳ thủ có tên là Vladimir Zak trong khuôn khổ giải đấu để đạt chuẩn kiện tướng diễn ra năm 1947 tại thủ đô Moscow của Liên Xô. Đây cũng là video mình làm theo cầu của bạn Đặng Gia Huy. Về Yuri Averbach thì các bạn đã quá rõ rồi. Còn Vladimir Zak, ông là thầy dạy cờ tại cung điện Leningrad thập niên 1940-1950. Trong số những học trò của ông có cả những tên tuổi lừng danh như là vua cờ Boris Spassky hay thánh nhọ Victor Korchnoi. Ván cờ giữa Yuria Verbach với Vladimir Zak hay như thế nào mà lại được gọi là siêu phẩm? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Yuri Averbak được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Vladimir Zak đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã C6. Trắng phát triển tượng lên B5, hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rui Lopez. Đen để tốt A6 tấn công tượng trắng triển khai biến phòng thủ phi trong khai cuộc Tây Ban Nha trắng không đổi tượng lấy mã của đen mà lùi tượng về A4 đen phát triển mã F6 tấn công tốt trắng E4 trắng không bảo vệ tốt mà nhanh chóng nhập thành mã đen ăn tốt trắng và tạm thời đen lãi được một tốt trắng đẩy tốt D4 kết hợp với mã tấn công tốt E5 và mở đường cho tượng phát triển nếu đen đổi tốt với trắng thì cột E sẽ bị mở thông Trắng sẽ bịch xe E1 ghim mã đen và kiểm soát cột mở E, không có lợi cho đen Do đó đen không đổi tốt với trắng mà để tốt B5 tiếp tục tấn công tượng trắng Đồng thời mở đường cho tượng lên B7 kiểm soát đường chéo lớn Trắng chạy tượng về B3, đen để tốt D5 bảo okay kê cho mã và phong tỏa luôn tầm hoạt động của tượng trắng Tốt trắng ăn tốt đen cân bằng số lượng tốt của cả hai bên và mở đường cho hậu kết hợp với tượng tấn công tốt đen D4. Đen phát triển tượng E6 kết hợp với hậu bảo vệ tốt. Trắng đẩy tốt C3 mở đường cho tượng lùi về C2. Đen lên tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng phát triển tượng E3. Đen theo kế hoạch nhập thành. Trắng phát triển tượng mã D2 gạ đổi mã. Ở đây thì đen có thể phi tượng lên G4 ghim mã trắng. Mã trắng ăn mã đen thì tốt đen ăn lại mã trắng, kết hợp cùng tượng tấn công mã trắng F3 và thế trận khá ổn áp dành cho đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen không phi tượng lên G4 mà lựa chọn đổi mã với trắng luôn. Hậu trắng ăn lại mã đen, liên kết song xe và trồng quân với tượng tạo thành súng cao su nhắm về phía thành của vua đen. Đen nhảy mã A5 tấn công tượng trắng, sau đó sẽ nhảy tiếp vào C4 chiếm lĩnh hảo địa thế. Trắng lùi tượng về C2 và các bạn có thể thấy cặp tượng âm dương của trắng đang chĩa mũi tấn công về phía thành của vua đen. Khá là nguy hiểm. Đen theo hoạch nhảy mã vào C4 tấn công đôi hậu và tốt trắng B2. Trắng chạy hậu D3 trông quân với tượng C2 dọa ăn tốt H7 chiếu hết. Đen liền để tốt G6 chặn lại. Ở đây trắng có thể lùi tượng về C1 bảo vệ tốt B2 rồi đẩy tốt B3 tấn công mã đen. Nhưng mà trắng muốn duy trì thế tấn công Cho nên phi ngay tượng vào H6 tấn công xe đen Chấp nhận để mã đen ăn tốt trắng và tấn công hậu trắng Và tạm thời thì đen lãi được một tốt Trắng chạy hậu E3 Đen chạy xe E8 Trắng nhảy mã đen D4 chiếm lĩnh trung tâm Mở đường cho tốt F2 tiến lên Để hậu và xe trắng có thể xuất trận ở đây đen nên lùi tượng viện D7 mở đường cho xe kiểm soát cột nửa mới E Tuy nhiên đen lại lên hậu D7 liên kết xong xe và bảo vệ tượng. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng. Vì nước đi này khiến cho xe đen vô tác dụng trên cột NME. Tượng đen cũng bị mắc kẹt khá là bị động. trước với sai lầm này trắng nên đẩy tốt F4. Sau đó đẩy tới tốt F5 tấn công tượng đen và gạ đổi tốt. Đen lùi mã về C4 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu G3 ghim tốt đen G6. Sau đó sẽ đẩy tốt F5 bắt chết tượng đen. Đen thay thế liền đẩy tốt C5 tấn công lại mã trắng. Nếu trắng đổi mã lấy tượng của đen thì hậu đen ăn lại mã trắng. Ván cờ cân bằng. Nếu trắng chạy mã thì đen đi tượng F5 chặn đường tốt trắng tiến lên và gạ đổi tượng. Sẽ bẻ gãy được đợt vây hãm của trắng. Trở lại ván cờ thực tế. Trắng không chạy mã cũng không đổi mã lấy tượng của đen. Mà vẫn theo kế hoạch đẩy tốt F5 tấn công tượng đen. Tốt đen ăn mã trắng với tính toán rằng tốt trắng sẽ ăn lại tượng đen. Khi đó, hậu đen ăn lại tốt trắng. Tốt trắng ăn tốt đen, đen lùi tượng về F8 gạ đổi tượng và sẽ hóa giải được thế tấn công của trắng. Ván cờ cân bằng. Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế, trắng không thèm lấy tốt ăn lại tượng đen mà lấy tốt ăn tốt đen G6, dọa ăn tiếp tốt đen H7 hoặc F7 để chiếu mở. Như vậy, trắng đã thí không một quân mã để đạt được lợi thế tấn công. Ở đây thì đen nên chạy trước vua vào H8, tránh đường tấn công của hậu trắng trên cột G. Tốt trắng quan tiếp tốt đen H7, dọa la hậu xuống G7 chiếu hết, thì đen qua xe G8 tấn công hậu trắng và thí xe. Tốt trắng quan xe đen và phong cấp thành cái gì đi nữa, thì xe đen A8 đều ăn lại, tiếp tục tấn công hậu trắng, cũng như kiểm soát cột nửa mở G đen tuy kém chất so với trắng nhưng vẫn có thể cầm cự được thêm nhiều nước nữa. Trở lại ván cờ thực tế, đen không chạy vua sang H8 mà lại lấy tốt H ăn lại tô trắng. Tưởng rằng trắng sẽ không dám làm gì, ai ngờ trắng thí tượng hút thẳng vào tốt G6. Và máy tính đánh giá, đây là nước đi thiên tài. Đáng nhẽ ra từ nước thí mã bàn nãy đã phải là đánh giá là thiên tài rồi Nhưng mà đến nước này máy tính nó mới đánh giá là thiên tài Ngáo thật Bây giờ nếu mà tốt đen ăn tượng trắng Thì hậu trắng ăn lại tốt đen chiếu Rồi G7 chiếu hết Do đó đen không dám ăn tượng trắng Mà chạy vua sang H8 Sau đó sẽ bình xe G8 từ thủ Không để cho xe đen kịp sang G8 Trắng tiếp tục gây sốc khi thí tượng vào G7 chiếu tiếp và máy tính tiếp tục đánh giá Đây là nước đi thay tiền uh... Trong tình thế này Đen chỉ có hai phương án Là chạy vua G8 Hoặc ăn tượng trắng Nếu đen chạy vua trở lại G8 Thì trắng sẽ thí tượng ăn tốt F7 Chiếu tiếp Vua đen chạy H7 Thì hậu trắng G6 chiếu hết Tượng đen ăn tượng trắng thì trắng lùi tượng với F6 chiếu mở. Đen sẽ phải liều mình hy sinh cả tượng lẫn hậu. Để kéo dài thêm được ba nước trước khi bị chiếu hết Do đó ở ván cờ thực tế Đen không chạy vua sang G8 Mà có lựa chọn chính xác là lấy vua ăn tượng trắng Mà có lấy vua ăn tượng trắng Thì tượng trắng còn lại vẫn gần tốt E7 Chiếu mở Ở đây Đen nên phi tượng lên G4 Cản chiếu sẽ kéo dài được cái nỗi đau ra thêm Tuy nhiên đen vì tiếc của cho nên chạy vua về H8 Trắng phi tiếp hậu xuống G6 Dọa qua hậu H6 chiếu hết Nếu tượng đen ăn tượng trắng Thì xe trắng ăn lại tượng đen Và không gì cản được hậu trắng H7 chiếu hết Ở đây đen nên đi tượng F5 tấn công hậu trắng Thí cả tượng lẫn hậu Thì còn có thể nhây thêm vài nước nữa nhưng mà thực tế, đèn chắc là biết có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Nên đi một nước cho có là lùi tượng về F8 ngăn hậu trắng qua H6 Và thế là Ten 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 Hậu trắng G8 chiếu hết Như vậy, đại kiện tướng Yuri Averbach với một lần thí mã, hai lần thí tượng đã xuất sắc chiếu hết sư phụ của Cả vua cờ Boris Baki lẫn thánh nhọ Victor Conoy đây cũng là một trong những ván cờ hay nhất trong sự nghiệp của Yuri Averbach. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.